Chiều ngày 24 tháng 3, tại khu bóng đá Thủy Lợi, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An khai mạc giải bóng đá nữ 5 người vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2023. Tham gia giải có 6 đội bóng được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm các địa phương Hội An, Thăng Bình, Đại Lộc, Tam Kỳ. Bảng B có 2 đội Nam Giang và Tây Giang. Ở vòng loại, các đội ở bảng A đã vòng tròn một lượt tính điểm chọn đội nhất nhì vào vòng bán kết cùng với đội thắng trong cặp đấu ở bảng B. Đội xếp thứ 3 ở bảng A sẽ thi đấu play-off với đội thua ở bảng B để giành tấm vé còn lại. Giải bóng đá nữ 5 người vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2023 cũng là hoạt động gắn kết chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Hội An 2008-2023, 48 năm ngày giải phóng Hội An 28 tháng 3 năm 1975, 28 tháng 3 năm 2023. Giải sẽ diễn ra đến chiều ngày 26 tháng 3.